Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi mới ha. Mà mình cũng không có nhớ tên được, tên nói chung nó cũng dài lắm. Không nhớ nổi đâu bạn. Các bạn xem cái tiêu đề của video đó. Rồi kiếm nha. Mình chơi. Vâng. Thì đây, cho bạn thấy những cái nhân vật trong cái trò chơi này. Đó. Nói chung là nó cũng phải có đầy tiền thì mới có mở khóa được hết. Ok, mình cứ chơi từ từ và mình cứ không cần phải gấp gáp gì. Ai, ok, đây. Đầu tiên mình chọn con này đấu nha. Con này là Sico. Đâu biết con này cũng không biết là cái con gì. Trời. Con này đánh hoài. Đấy. Đẹp luôn. Đó. Sao nữa? Wow. Hoài luôn. Đơn giản. Đứng đòn của ta. Xong chưa? Khủng nha. Đáng tiếc. Cảnh ngành nhỏ. Đây được lắm. Sao? Làm sao? Muốn chạy lại nữa hả? Dính đòn ngẫm một em. Vâng. Tiếp tục. Gì? Chưa gì đánh giá gì. Ôi, đấu tiếp đi. Hi, trời. Bây giờ ta sẽ chơi đây. Vâng, chơi đi các bạn. Ok, tiếp tục. Gầm lên nào. Sử đẹp. Bum. Thấy chưa nào. Trời ơi. Đây. Chết chưa. Sao các bạn lại đẹp hết á? Được chưa cưng. Bây giờ thì sao? Thì sao? Hả? Dối. Chị mày hả? Trời ơi, khủng khiếp chưa? Cho mày cái đứt nè, nghe không nào, đứt nào. Trời, xong rồi. Lại. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nè, nó được 200 đồng. Vâng, và bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ chơi cái nhân vật nào đây? Đấy, ta sẽ đấu. Vâng. Từ hết những nhân vật kia nhé. Vô. Khủng mày. Sao quá khủng khiếp chưa cưng. Trời ơi. Bây giờ thì sao nè. Lại bắn nữa. Yeah. Trời ơi, dữ thiệt. Trưởng thêm nữa. Thông minh vậy. Quay trời. Đấy bà, tôi bây giờ để bạn thấy là tôi đã nâng cấp sức mạnh của mình rồi. Bây giờ tôi sẽ hồ trời ngỗng tỏi. Thật là 200 được 600 rồi kìa. Vô riêng này đi. Piccolo màu xanh lè nè. Yeah. Ok. Vâng.
tặng cho mày một củ một quả cầu, quả cầu khổng lồ. Ôi trời, bị dính đánh hoài luôn kìa, nằm hoài luôn kìa. Thôi thà cho nó đi. Quả cầu đứng đạo được luôn. Anh bạn ơi, không còn thời gian nữa rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp thế nào? Vâng. Chết chưa? Đứt nhẹ, đứt nhẹ, đứt nhẹ. Dạ sao? Ví dụ dính đọc đừng có mà ở đó yêu nó trộm kìa. Thật mà lắm à. Lấy gì ra? Xong. Hai trăm được ngàn rồi kìa. Wow, coi con mua được nào không? Vâng, và ở đây. Đó, một thằng cô cô. Thấy chưa? Xử lý thằng cô cô, ý là bây giờ mình đang chơi trong cái đồ thử thách các bạn. Thử thách đầu tiên nè. Thử thách, thử thách. Thử thách đầu tiên cho cái trận đấu này ha. Trời trời. Dễ thôi mà. Trời. Trời ơi. Nằm chứ à. Chữ quá. Được lắm. Chết đi. Xong rồi. Phân nửa số máu. Quà luôn. Vẫn còn á. Một con nửa máu con dữ lắm nha. Ý trời ơi. Trời trời. Ngoan cố, ngoan cố, ngoan cố, đứt rồi hả? Đứt, trời. Thật mềm lắm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ gọi với em được tên này.